Hello, chào các bạn. Đây là con camera Insta 360. Tên của nó là X3. Mới ra. Và những hình ảnh các bạn đang xem ở đây là tôi quay bằng chính nó, vừa mới mở hộp xong đó và đang quay đó. Các bạn thấy rằng là khi mà mình quay bằng cái camera 360 thì lợi thế của con này là nó auto tracking. Khi mình edit ấy, nó sẽ biên tập đi lòng vòng xoay theo mình đó. Tôi quay vòng quanh để các bạn thấy khi mà ánh sáng thuận, ánh sáng ngược và ánh sáng xiên, và cái chỗ ghép của nó, đây là chỗ ghép mí này. Khi mình lại gần thế này này thì cái mặt của mình nó sẽ bị hơi lỗi một chút. Đó là với những con cũ. Còn con mới này thì sẽ như thế nào? Đang tắc kinh. Tuyệt vời. Ok, bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem. Tên của nó là X3, tức là cái thế hệ sau của con One X2 ấy. Đời trước là có con One X rồi One X2, thì bây giờ là One X3 đó. Tuy nhiên rằng là hãng đã bỏ cái chữ One rồi, chỉ còn lại là X3 thôi. Mở hộp. Tên tên tên. Quá ngầu. Đập vào mắt là cái màn hình to. Wow, nặng hơn con X2 các bạn ơi. Đây giờ. Ốc tem. Ốc tem màn hình. Tem lên. Đây là con X2 đời cũ này, con X3 đời mới đây. Đó, kích thước thì nó xem nhau. Con cái màn hình này nhỏ, màn hình này lớn. Đó, và độ dày cũng dày hơn này. Cho nên tất cả những cái phụ kiện đi kèm là phải thay đổi hết rồi. Ốp bên ngoài ấy. Rồi, mình xem tiếp ở bên trong đây có cái gì. Cáp sạc Type-C. Type-C mà một đầu A, một đầu C, chứ không phải là hai đầu C. Hơi bất tiện. Bây giờ hầu hết các adapter bây giờ là C hết rồi. Một cái túi da và sách hướng dẫn hết rồi. Bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem. Ok, đây là cái hộp của nó. Đấy. Được cung cấp bởi Era Digital Việt Nam. Địa chỉ ở đây. Đó, quay 5K7 360. Có thể quay single lens. Chụp ảnh 72 megapixel. Video HDR. Xóa gãy. Chống rung. Cân bằng trường chân trời. Độ sâu 10m. Điều khiển giọng nói. Đó, và phần mềm edit hỗ trợ công nghệ AI. Vâng, đây là cận cảnh của em nó. Nhìn xa xa thì giống cái điện thoại cổ Nokia ngày xưa. Có hai cái nút này. Insta 360 X3. Hai camera thì thấy giống y chang như đời cũ. Đó, nhưng mà bên trong á, cảm biến và chip nó mạnh hơn. Một cái màn hình to. Mở lên thử. Wow. Next. À, phải đào app mới active được. Đào app mới active được. Bên đây là micro. Nút nguồn. Nút này nút gì? Quick.
đây là cổng taxi để sạc, đây là pin. Pin này dung lượng lớn hơn 1800 so với lại con X2 là 1400. Khe thẻ nhớ ở đây. Lỗ chạy bot. Sau khi kết nối con X3 với cái điện thoại thì nó đòi phải up lên firmware bản mới nhất. Đó, và tôi đang up firmware đây. Sau khi up firmware xong thì mình mới active kích hoạt được. Ok, đang so sánh con X2 với X3. Kích thước nó xem nhau. Nhưng mà cái độ dày thì nó dày hơn. Dày hơn khá nhiều. Đó. X2, X3. Bỏ chữ One đi rồi. Cái cổng sạc taxi này hai bên nó khác nhau về cái ô á, ô vuông đó, cho nên rằng là bây giờ cái adapter của micro này của con X2 mình không có dùng được, không thể ghim vô đây được, không gỡ được nắp này ra và nó không có vừa cái kích thước, là phải tốn tiền mua thêm một cái adapter mới nữa rồi. Đây là cái gậy Instar 360 dài 1m2. Đó, các bạn muốn xóa gậy thì nên sử dụng gậy của Instar hoặc là những gậy tương tự, nhưng mà cái đầu nhỏ hơn cái thân máy ấy, thì mới ok nha. Tôi đang cầm gậy và đi bộ dọc theo công viên. Thì các bạn thấy rằng khi mà mình đi bộ như thế này thì khả năng chống rung của nó như thế nào. Đó, mình cua máy từ dưới lên trên vòng quanh. Khi mà mình đi chơi picnic, đi du lịch tới những nơi hoang sơ hoặc là những khu du lịch thì quay bằng cái cam này là một cái lợi thế rất là lớn, vì có thể thấy được toàn bộ người của mình, 2-3 người. Lợi thế hơn là mình quay bằng GoPro. Đó, và khi mình quay như thế này này thì cái cảnh nó rất là rộng, nó rất là chill. Wow, phong cảnh góc rộng lãng mạn quá các bạn ơi. Wow, điểm mạnh của những cái dòng cam 360 là các bạn phải quay góc siêu rộng nha. Đó, khi edit ấy, đó mình phải quét cái góc rộng thì mới đem lại được cái điểm ăn tiền, cái điểm mạnh của nó. Chứ còn nếu như các bạn mà set góc hẹp á thì nó cũng giống như những cái con camera khác rồi. Đó, góc rộng nó mang lại cho mình nhiều thông tin hơn, nhiều pixel điểm ảnh hơn, cho nên rằng là chất lượng nó sẽ nét hơn, rõ hơn. Đó, ví dụ như góc này là hơi nhỏ này. Wow. Đó, các bạn đi chơi, đi du lịch, đi picnic thì những cái cảnh như thế này, nếu như đang ở trên những cái cung đường lãng mạn thì nó sẽ đẹp biết như thế nào. Wow. Vâng, hiện tại tôi chỉ cầm cái gậy dài có 1m2 thôi các bạn. Đó, mà mình đã có được cái hiệu ứng đẹp như thế này, giống như là có ai đó đi theo quay cho mình, và giống như là flycam đang bay theo trời mây kìa. Ở nơi ánh sáng hơi yếu thì hình ảnh nó hơi xấu một chút, còn nếu như mà ánh sáng đủ như thế này thì nó rất là đẹp. Vâng, đoạn này tôi có tua nhanh lên một chút 2x. Vâng, sáng nay tôi gắn lên mũ bảo hiểm để giả lập là một cái camera hành trình. Đấy, gắn lên mũ khá chắc chắn, mặc dù là nó nặng hơn cái phiên bản X2 cũ một chút. Wow,
tôi cố tình tua nhanh lên để chứng minh cho bạn thấy rằng cái khả năng chống rung của nó. Hầu hết các camera rất kỵ cái vấn đề mình tua nhanh lên 2x, 4x, 8x, vì khi càng tua nhanh thì nó càng rung càng nhiều. Đó, đây, nhìn ngang được luôn đi các bạn. Đó, mình nhìn trước và mình nhìn sau và nhìn ngang. Đó, lúc mình biên tập á, đó mình xét góc mình nhìn ngang. Đây là một cái điều mà những cái camera bình thường không làm được. Camera bình thường chỉ nhìn được phía trước thôi, còn đây mình nhìn được phía sau, bên trái và bên phải, rất là độc đáo. Đó, từ ngày mà tôi có con One X2 á, là tôi ít khi sử dụng GoPro để quay cái cảnh mà ngoạn mục. Đó, những cái cảnh mà xung quanh nó đều đẹp á, bốn hướng đều đẹp thì mình phải sử dụng cam này. Thì theo nhận định của tôi thì con này cái giá tiền của nó tầm trong khoảng 11.560.000, thì nó đắt hơn con X2 khoảng độ 1.000.000 ấy. Nhưng nó rất xứng đáng, rất xứng đáng. Nếu như các bạn chưa từng sử dụng X2 thì nên mua ngay X3 này. Còn nếu như các bạn mà đã đang sử dụng X2 thì X3 cũng không phải rằng là một lựa chọn. Tại vì hình thù của nó và chức năng của nó thì y chang như nhau, chỉ có điều là cảm biến nó lớn hơn, cảm biến con Big 3 này lớn hơn, cho nên là chất lượng hình ảnh nó đẹp hơn. Theo tôi đánh giá thì nếu như mà X3 này là 10 thì con X2 đời cũ thì khoảng độ 8 thôi. Đó. Đây là cái bốt màu Vivid, nó có 3 bốt màu để mình quay, và tôi chọn cái bốt màu tươi tắn nhất là Vivid. Và đây là video gốc luôn, tức là tôi không chỉnh gì về màu sắc, không chỉnh gì về ánh sáng, chỉ biên tập xoay góc trái phải cho bạn xem thôi. Màu sắc quay về là ăn ngay luôn. Đó, các bạn nhìn video xem. Không, tôi nghĩ rằng là không có gì để chỉnh thêm nữa. Không có gì để chỉnh thêm nữa. Sáng tối và màu sắc quá tươi tắn, quá ổn rồi. Trừ khi các bạn thích những cái tông màu đặc biệt nào đó thì bạn chỉnh màu thôi. Chứ còn về cơ bản thì màu sắc quá đẹp. Vâng, đây là một cái đoạn time shift, tức là mình cầm và mình đi bộ và nó tua nhanh lên cho mình. Đó, mình đi 5 phút thì còn lại là 30 giây. Đấy. Vâng, khi đi du lịch thì những cái cảnh quay lưu niệm như thế này là điều rất là cần thiết. Không ai có thể quay cho mình được đâu bạn. Tại vì sao? Cái góc quay của mình là dùng gậy đưa ra ngoài, đưa ra những cái không gian bên ngoài. Cho nên cho dù có cameraman đi theo, họ cũng không thể nào họ bước ra ngoài cái cầu thang này để họ quay cho mình được. Cho nên những thước phim này nó hoàn toàn độc đáo các bạn ơi. Đây, cái gậy này đây. Đó, gậy của Insta360 luôn. Các bạn có thể sử dụng gậy khác cũng được. Đó. Đây, đây là cái tay cầm mà xoay này. Đó, phải mua thêm để mình quay cái hiệu ứng full frame. Đó. Các bạn thấy độc đáo không? Con này điểm mạnh hơn con X2 là có thể quay được 4K luôn. Ở cái đoạn bay thông minh này. Đó, mình quay vòng tròn và được 120 frame giây hoặc là 180 frame giây, nó gọi là bullet time. Đó, giống như là có flycam bay xung quanh mình á, quá độc đáo. Đó, còn đây là những góc quay bình thường này. Thì kinh nghiệm của tôi là các bạn nên cầm gậy đưa ra và thay đổi cái hướng quay liên tục để mọi người sẽ thưởng lãm nó được đẹp hơn. Chứ đừng có để một góc và thay đổi độ cao liên tục luôn. Mình đưa từ dưới đất lên trên trời và đưa từ trái qua phải. Và chú ý rằng là nên quay vào những thời điểm nắng đẹp các bạn. Đó, từ 7 giờ sáng tới 9 giờ sáng. Đó, cái màn hình rất là to này. Đó, rất là sướng luôn. Đó, nếu như các bạn nào mà thích selfie thì cái màn hình to này quá ấn tượng. Quá ấn tượng. Đó.
X3 ha. Đó, X3. Đó. Tuy nhiên rằng là không biết rằng là cái màn hình to này thì pin nó sẽ như thế nào. Đó, bây giờ tôi sẽ gắn vào cái xe Winner. Gắn đơn giản thôi ạ. Đó, gắn vào cái mặt nạ này, chiếc chiếc Winner này. Cho nên nó hơi lắc một chút, hơi rung á. Hơi rung ha. Nhưng ban đêm thì nó mới thể hiện cái rung của cái phụ kiện của mình gắn nó chưa chắn á. Còn ban ngày thì ok mà. Đó, các bạn nhìn thước phim xem. Khả năng chống rung của những cái dòng 360 này thì vô đối. Không có cái điện thoại nào, không có cái GoPro nào, cái camera action nào mà có thể chống rung chuẩn mượt như là những dòng 360. Các bạn nhìn background đằng sau á, nó đứng im như tờ luôn. Đó. Đó, tôi zoom lên lớn lên cận cảnh cái mặt để các bạn thấy rằng chất lượng hình ảnh của cái cảm biến này nó lớn hơn còn X2. Đó, đem lại cái chất lượng hình ảnh tốt hơn. Wow. Đó, tua nhanh lên rất là ảo diệu, không hề rung. Lưu ý các bạn rằng là cam 360 này là quay video 360 độ, nhưng hiện tại ở Việt Nam cũng giống như ở nước ngoài ít ai mà up cái video 360 lên lắm, vì người coi họ khó coi, cho nên là thường là mình quay 360 vòng tròn, nhưng khi mà về biên tập á, thì mình sẽ chọn góc để hướng cho người xem nhìn về cái chỗ mà mình muốn khán giả nhìn, chứ không để cho khán giả tự xoay tự tìm. Đấy, thì cái điểm thú vị của khi chơi những con này là mình về nhà biên tập á, giống như mình đang quay phim lại lần thứ hai. Ngược sáng long lanh quá các bạn ơi. Đó, nắng đang ở vị trí là 1 giờ. Đấy. Khi mà sử dụng những camera này thì bạn không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, thậm chí là nhìn bên trên và bên dưới luôn. Đó, đây là zoom kỹ thuật số đấy. Đó, mình zoom sát lên. Rõ ràng là con X3 chất lượng hình ảnh cảm biến to hơn và chất lượng đem lại có cải thiện. Con X2 tôi xài hơn 1 năm nay rồi. Đó, và bây giờ quay con X3 thì tôi cảm thấy khá hài lòng với cái số tiền mà nó chênh lệch nhau chỉ khoảng độ 1,5 triệu thôi. Nhưng mà nếu như đang có rồi thì bán đi mua thì cũng là một cân nhắc. Còn các bạn nào mà chưa có bắt đầu chuyển qua chơi 360 ấy, thì tôi nghĩ là nên mua ngay và luôn các bạn ơi, không có gì để chê cả. Cách đây khoảng 1 tháng thì nó ra con Ita 360 mà One RS cảm biến 1 inch ấy, còn to đó, thì chất lượng còn tốt hơn nữa, nhưng cái giá tiền của con đó thì lại quá cao, nó ở phân khúc trên rồi. Đó, giá tiền nó lên tới trên 21 triệu hay bao nhiêu đó. Đó, nó gần gấp đôi với con X2 lại. Còn con X3 này thì giá tiền nó chỉ 11 triệu 560 ngàn thôi. Cho nên rằng là nó vừa túi tiền hơn với các anh em chơi. Vâng, nếu mà các bạn thích con X3 này thì hãy bấm vào phần mô tả của video. Ở trong đó có cái link để dẫn tới trang web của shop. Đó, cái shop logo tôi để trên góc phải đó, Era Digital. Đó, các bạn liên hệ shop để đặt mua cho mình một con X3. Đẹp quá. Đó, Sài Gòn sáng nay. Thường là quay phim, người ta để máy đứng im các bạn. Còn mà di chuyển như thế này này, người ta gọi là những thước phim khó rồi. Những thước phim khó rồi đấy. Đó, mới di chuyển như thế này. Đó, thì tôi thực hiện cái động tác này là những động tác gọi là khó đó. Đó, thay vì các bạn sử dụng những cái camera bình thường ấy, là phải sử dụng gimbal. Kể cả cho dù các bạn GoPro mà cua qua cua lại cũng phải có gimbal. Nhưng mà con này thì không cần. Chỉ cần các bạn gia cố cái kèn, cái bát và lắp vào xe đó, nó đừng có rung quá thôi. Cái chiếc Winner của tôi, cái mặt nạ của nó rung quá, cho nên là nó hơi rung thôi. Nhưng ban ngày thì không thấy đâu. Đoạn cuối video tôi quay buổi tối á, thì các bạn sẽ thấy cái rung
rung do cái tay cầm, do cái miếng đỡ mà mình ấy, nó dở chứ không phải do camera. Đấy. Pin con này lớn hơn 1800 so với 1400 so với X2, cho nên là cái máy nó dày hơn. Đó, cái máy dày hơn và nó nặng hơn. Đây, tôi đang chạy vòng quanh hồ con rùa Orbit. Đó, tracking. Đó, về nhà mình lúc biên tập á, mình ô tô tracking cái tháp rùa kìa. Đó, các bạn thấy cái tháp rùa đứng im một chỗ. Đó, nó bắt dính vào đó. Hoặc là mình biên tập bằng thủ công bằng tay cũng được. Đó, xoay quanh cái tháp đó. Nói chung là chơi 360 rất thú vị mà. Về nhà mình biên tập nó ra rất nhiều video, rất nhiều dạng. Đó, thú vị lắm. Đó, tất nhiên là các bạn phải có thời gian nha. Biên tập trên điện thoại là điểm mạnh của nó, rất là dễ dàng luôn. Máy điện thoại thì cũng không cần phải mạnh lắm đâu, nó vừa phải thôi. Tôi chỉ hơi tiếc một chút là con này nó làm dày hơn, cho nên rằng là những cái phụ kiện mà mình mua trước giờ đó, lắp vào không có được. Ví dụ như là cái adapter của micro này, rồi cái ốp bằng khung nhôm CNC để bảo vệ khi mà mình chạy xe máy đi phượt này. Đó, những cái gì gọi là ốp vào đó thì nó không vừa vì cái máy này nó dày hơn. Đó là những cái khó khăn cho cái người mà nâng cấp phải mua gần như toàn bộ phụ kiện. Còn nếu như các bạn mới mua lần đầu thì không có gì để nói rồi, rất ok, rất là bình thường luôn. Ok, hiện tại tôi đang đi bộ mà cầm máy trên tay. Đấy, các bạn test cái khả năng đi bộ nó có rung hay không. Một cái điểm yếu của những cái dòng Insta 360 là cái micro của nó rất là bé. Khi mà mình cầm một cái gậy dài khoảng 1 mét mình đưa ra và đưa hết sải tay ấy, thì cho dù mình có nói lớn thì cái mic nó vẫn là nhỏ, hơi khó chịu, hơi tiếc cái đó. Nó âm thanh nó thu lại hơi bị bé, mặc dù là nó có tới 4 cái micro ở 4 hướng, 4 micro 4 hướng đa hướng, nhưng mà ở khoảng cách gần thôi, khoảng cách gần thôi, giống như bạn cầm điện thoại quay thôi, chứ cầm gậy đưa ra thì tiếng nó rất là nhỏ. Ok, buổi sáng thì tôi hay uống cà phê ở đây, hè ở đây, quang cảnh ở đây rất là mát. Ok, hiện tại tôi đang sử dụng con X3 này như một cái con GoPro, tức là đang sử dụng cấp wide và quay bình thường, quay một camera. Đây là một đoạn quay đêm lúc 7 giờ tối. Đó, cái đoạn vừa rồi là tôi tua nhanh thôi, đứng chờ đèn đỏ nó hơi lâu á. Đấy. Có những đoạn bạn thấy nó rung á là do lỗi phụ kiện, do cái bộ gá tôi lắp lên xe đó nó không có được chắc chắn, không được tốt. Cái mặt nạ winner nó lỏng lỏng thôi, chứ nếu bạn lắp cứng á thì nó không bị rung kiểu đó đâu, tức là không bị nhòe nhòe cái hình ấy. Đấy. Vâng, quay ban đêm cảm biến lớn hơn, cho nên là ánh sáng vào tốt hơn. Tôi cảm nhận rằng là nó đẹp hơn con X2. Đẹp hơn X2. Vâng, nhắc lại là nó chỉnh hơn. Khá ghen tị với con X3 này, khi mà những ai đang sở hữu con X2. Vâng, đây là đường Đồng Khởi, một con đường khá là sáng sủa, rất là đẹp. Vâng, nếu như mà các bạn thích góc rộng, gọi là ân trao quay siêu rộng,
hay nói rõ hơn là các bạn nào đã từng chơi GoPro rồi, đã làm quen với những cái góc wide, những góc super wide của GoPro siêu rộng rồi, thì khi chuyển qua 360 các bạn mới có thể thích nghi được. Chứ còn nếu mà chơi con này mà các bạn không thích góc rộng thì chơi không được đâu. Đó, các bạn zoom nó lớn lên để góc nó hẹp lại thì chất lượng hình ảnh nó không còn bao nhiêu hết, nó kém lắm. Tại vì con này là chỉ quay được có 5K7 thôi, mà 5K7 cho 4 hướng, các bạn chia ra là 4 đi, thì mỗi hướng chỉ được có chừng 1.5K, tức là 90 độ. Cho nên là không thể nào so với những con GoPro quay 4K hoặc 5K3 cho một hướng nhìn phía trước. Đó, các bạn lưu ý cái đó ha. Cho nên là nếu mà mình xét góc thì chất lượng hình ảnh của nó không thể bằng GoPro được. GoPro 4K, 5K3, còn con này là một góc nhìn phía trước của nó, cho dù tôi có xét như thế này là góc siêu rộng đi thì cũng chỉ tầm Full HD thôi. Vâng, chỉ tầm Full HD thôi. Cho nên nói về chất lượng hình ảnh thì nó không thể nào bằng GoPro được. Nhưng về những cái tùy biến, về trái phải, trên dưới trước sau, những cái khả năng của nó và nhiều cái trò chơi nữa. Vâng, con này dùng từ là rất nhiều những skill để mà chơi, quay những góc rất là lạ, rất là hấp dẫn. Thì nếu như các bạn thích thú về những vấn đề đó thì đây là chính là cái bước đầu để các bạn đến với camera 360 độ. Còn nếu đơn giản các bạn chỉ làm camera hành trình vlog thì tôi nghĩ rằng là con camera 360 sẽ không phù hợp đâu. Vâng, tôi quay cận cảnh những cái menu bên trong cho bạn xem giao diện của nó như thế nào. Đó, đây là mở máy này. Thì cái cảm giác mở máy đầu tiên là tôi thấy nó chậm hơn con X2 một chút. Vâng, có lẽ là những đời về sau máy càng mạnh thì nó lại khởi động càng chậm. Đó, đây là nút chuyển đổi len, tức là mình quay một len thôi. Đó, còn kia là quay hai len 360, chuyển qua chuyển lại. Đó, về chụp ảnh quay phim thì mình có hai chế độ là quay vòng tròn 360 hoặc là single lens, tức là chỉ quay một cam thôi. Đó, video thì có HDR, có chụp time lapse, có time shift, đó, bullet time này, rồi tự xóa vân vân, chụp tốc độ nhanh, HDR photo, nói chung là đầy đủ những cái thứ để chơi. Chụp ảnh thì đặc biệt con X3 này có thêm chế độ chụp 72 megapixel thay vì 18 bên dưới này để chỉ là hẹn giờ thôi. Vâng, cái chức năng chụp 72 megapixel khá ấn tượng, nó đem lại cho hình ảnh của mình rõ nét hơn một chút. Vâng, cho dù là chụp ảnh hay quay phim thì ngoài chế độ auto ra, mình còn có thêm cái chế độ manual, đó là chụp thủ công, mình có thể điều chỉnh được ISO và speed, tốc độ chụp của từng frame hình. Đó là điều mà GoPro chưa làm được hoặc là họ không muốn cho mình can thiệp vào. GoPro toàn là chụp ô tô, còn đây là mình có thể phơi sáng được nha. Đó, chụp phơi sáng các kiểu. Ở đây là mốt màu này, mốt màu thì thông dụng, tôi thích tươi tắn thì mình chọn Vivid, còn các bạn chuyên nghiệp thì chọn Block. Đó, còn standard là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì nó chưa được ảo lắm. Đó, một cái màn hình to giống như một cái điện thoại nhỏ vậy đó. Mốt, đây là tắt mở đèn. Đó, nếu các bạn quay mà không muốn người ta biết người ta đang quay, đang chớp đèn, đang chớp đèn đỏ thì tắt đi. Đây là kết nối với AirPods của Apple. Đó, đây là xử lý nhiễu gió. Đây là khai báo những cái phụ kiện bảo vệ len. Đây là chỉnh sáng tối màn hình. Đó, sáng tối màn hình. Remote. Đó, remote Bluetooth nếu bạn có. Đó, đây là khai báo có sử dụng những cái bảo vệ gì không. Rồi, thông số kỹ thuật đây. Đó, có gắn mic rời hay không. Còn cái display này là tôi để mức độ cao nếu máy tính là mạnh, còn nếu mà máy tính yếu hoặc là điện thoại yếu thì bạn chọn cái display nó thấp lại một chút, hai mức cao và thấp đó.
Ok, nếu các bạn cảm thấy thích thú với con Insta 360 X3 này thì hãy bấm vào phần mô tả của video để bấm vào link liên hệ với shop này Era Digital để đặt hàng cho mình một con. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.